Sáng nay 26 tháng 7, một trụ điện gió ở nhà máy Phong Điện 1 thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận bất ngờ bốc cháy. Theo đó, khoảng 9 giờ 15 phút, người dân phát hiện khói đen kèm theo tiếng nổ lớn phát ra từ trụ điện gió thuộc nhà máy điện gió Phong Điện 1. Sau đó, lửa bốc cháy dữ dội từ tua bin cao gần 80 mét. Ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong cho biết, huyện cùng các ngành chức năng địa phương đến hiện trường cùng nhà máy khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do trụ điện gió cao, khó tiếp cận nên việc chữa cháy gặp khó khăn. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến thời điểm này, vụ hỏa hoạn đã được khống chế. Nhà máy điện gió Phong Điện 1 do Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Việt Nam đầu tư với tổng vốn 2.000 tỷ đồng. Nhà máy bao gồm 80 tua bin. Giai đoạn 1 của dự án sẽ xây dựng, triển khai 20 tua bin gió với tổng công suất 30 MW, bắt đầu phát điện vào năm 2009. Nhà máy sử dụng công nghệ của Đức, mỗi trụ tua bin trị giá hàng chục tỷ đồng.